chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sập. Và hôm nay vẫn là một video du lịch mọi người ơi. Nếu như bạn đam mê du lịch thì chắc chắn là biết mình đang đứng ở trước tháp Nghinh Phong. Đây là một biểu tượng du lịch của tỉnh Phú Yên luôn. Và hôm nay thì mình có một chuyến đi khám phá 4 ngày 3 đêm ở Phú Yên. Cho nên nếu bạn nào mà đang tìm những thông tin du lịch ăn uống ở đâu, khách sạn ở đâu hay là đi chơi ở đâu ở Phú Yên thì mọi người đang coi đúng series rồi đó. Và mình sẽ làm một series dài tập luôn, chắc là cũng phải 4-5 tập gì đó để khám phá Phú Yên. Năm ngoái mình có đi rồi nhưng mà năm nay thì sẽ là những địa điểm mới hay ho hơn và thú vị hơn. Cho nên là mọi người nhớ coi hết series này của mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video với mình thôi. Let's go. Yeah. We were young and foolish then. Oh how I wish we could go back again. Khách sạn đợt này mình ở thì có tên là Mandala Phú Yên. Đây chắc là khách sạn cao nhất ở thành phố Tuy Hòa Phú Yên rồi đó mọi người. Vừa mới được xây dựng ở trên đại lộ Hùng Vương. Và nếu mà đi từ xa là mọi người có thể thấy khách sạn rồi đó. Bên trong cũng rất là sang trọng và hiện đại. Và bây giờ thì mọi người cùng với Sập khám phá xem là phòng ở khách sạn này sẽ như thế nào nha. Hey, bây giờ tụi mình sẽ đi tham quan phòng của cô Trang trước cho mọi người. Mình đến mình coi coi nó có cái gì nhớ. À cái bở bạn, cái phòng bạn là ở giữa. Ở giữa của hai cái tòa nhà hả? Với biển trực diện luôn mọi người, nhìn thẳng ra được biển luôn. Nhưng mà có một cái vườn này nó hơi rào cản một xíu xíu. Nếu như mà nó không có cái vườn này thì là đẹp hơn. Đúng. Bây giờ tụi mình sẽ đi tới phòng của tụi mình. 24 9. Ok mọi người, bây giờ tụi mình sẽ cùng room tour xem là cái phòng ở đây nó sẽ như thế nào nha. Thật sự rất là đẹp, nãy giờ mình đi một vòng rồi mọi người. Đây, khi mà bước vào căn phòng của tụi mình đó, thì ở đây nó sẽ có một cái đập vào mắt luôn, là kiểu như một cái ghế thư giãn. Và tụi mình sẽ có thể thấy được view ở bên ngoài là biển, trời ơi. View trực diện biển luôn nha mọi người. Đây là căn phòng view rất là đẹp. Và đặc biệt á, là có một cái view góc nữa. Ở bên này á, thì sẽ là giường ngủ của tụi mình. Một cái giường size lớn, rất là thoải mái. Ta-da. Phòng rất là đẹp, có kiểu cái màu ở đây mình thấy rất là sang trọng nè. Giường êm nè. Đặc biệt là cái phòng này thì nó sẽ đẹp một cái là view góc. Bây giờ mình đi ra cho mọi người coi view nha. Ở đây thì có một cái bộ bàn ghế nhỏ nhỏ. Băng qua đây thì sẽ được thấy view. Đây, ta-da. Đó, view ở bên ngoài rất là đẹp luôn mọi người. Cái này là cái căn góc của cái tòa nhà, cho nên là mình sẽ thấy rộng từ bên kia luôn kìa. Từ bên đây á, là mọi người có thể thấy được tháp Nghinh Phong nè. Mọi người thấy không, tháp Nghinh Phong nè. Và qua bên này là cả một cái biển, bờ biển mình sẽ thấy được hết. Còn cái chỗ nữa muốn cho mọi người coi, mình rất là thích luôn. Mình đặt cái phòng này là vì nó luôn mọi người, đó chính là bồn tắm. Đây, thì mình sẽ có một cái bồn tắm rất là rộng. Không phải là rộng mà là view rất là đẹp. Đây, viên ngầm ở đây mọi người tưởng tượng là mở nước ra chiêu chiêu, mở một bài nhạc thoải mái. Xong rồi mình sẽ vừa ngắm biển vừa tắm. Trời, rất là chill, rất là lãng mạn, rất là thoải mái luôn trời. Nói chung là cái phòng này phải nói là xuất sắc luôn. Ở đây thì có tủ, cái tủ này kia, tủ này kia có gì. Ở bên này sẽ là có bếp, có chỗ đưa chén. Đấy, rất là không thiếu một thứ gì hết. Và phòng thì cũng rất là đẹp nữa. Cho nên là rất highly recommend mọi người ở đây. Còn bây giờ thì enjoy cái moment này thôi, thích quá. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ cùng nhau đi lên trên hồ bơi để xem là hồ bơi ở đây có đẹp không nha mọi người. Ở đây là hồ bơi ở trên tầng thượng lô tầng 28, rất là đẹp nha. Bây giờ thì đi lên thang máy thôi. Hồ bơi thì sẽ đi thang số 10 và thang số 5 ở bên kia. Nói chung là chỉ có một thang này là lên được hồ bơi thôi. Còn những cái thang kia thì chỉ là thang đi lên đi xuống bình thường. Nó không ra được hồ bơi. Bây giờ mình đã tới tầng 28 rồi. Giờ mình sẽ đi ra hồ bơi. Wow, hồ bơi kìa. Đây, thấy một vài hôn luôn mọi người. Ok, địa điểm tối nay mà tụi mình sẽ ăn tối đó là chỗ bánh xèo mọi người. Tụi mình chọn bánh xèo tại vì có một người bạn, người Phú Yên giới thiệu cho tụi mình cái chỗ này và bán rất là lâu đời rồi. Chỗ này có tên là bánh xèo Đại Nam rồi. Mọi người có thể search là bánh xèo Đại Nam ở trên Google Maps là sẽ ra thôi. Và bây giờ thì mình đi vào trong nhé. Like
mọi người, tụi mình order những cái bánh xèo thì họ bưng ra như vậy, họ để chồng nhìn dĩa như vậy mọi người. Rất là hay, hồi nãy là 8 cái rồi cho nên nó đầy lên đây luôn, nhưng mà nãy giờ tụi mình cũng ăn bớt rồi cho nên là chỉ còn 4 cái thôi. Thì mọi người thấy là một cái bánh xèo ở đây rất là chất lượng nha. Thì sẽ có thịt nè, thịt bò nè, thịt heo nè, rồi tôm nè, rồi mực nè, rồi nấm, rồi giá nữa, và có trứng ở trong đó nữa. Một cái rất là chất lượng và có giá là 18.000. Thì bánh xèo này á, thì ăn thì sẽ có hai loại nước chấm. Ở đây thì mình thấy cũng lạ luôn, so với lại những chỗ khác mình đã từng ăn. Đầu tiên á, là cái này là nước mắm tôm thịt. Thì tôm thịt là họ xay nhuyễn ra rồi và làm cái loại nước chấm này. Thì nước chấm này bây giờ mình ăn thử thì mình thấy nó hơi nhạt nhạt một xíu, dễ ăn. Còn cái này sẽ là mắm nêm, bạn nào mà ăn đậm đà hơn á, thì mọi người có thể ăn mắm nêm với xoài. Ăn cũng rất là ngon và ăn cũng với lại rau. Thì ở đây thì sẽ có hai kiểu, một là mọi người ăn cái này bỏ vào dĩa, xong rồi chan mắm vô, bỏ rau vô ăn thôi. Hai là các bạn có thể cuộn lại với bánh tráng. Dù quán họ có hỏi mình là có ăn bánh tráng hay không thì họ sẽ lấy ra bánh tráng cho tụi mình ăn. Thì chung là ăn thử rất là ngon mọi người. Hôm nay chưa giới thiệu người đi chung đúng không mọi người? Chúng tôi lại là chúng tôi cho chuyến Phú Yên lần năm ngoái cũng có người này và năm nay cũng có người này luôn. Nhưng năm nay mình đã cải tiến hơn mọi người. Đây. Để cứu sống cho tôi. Và bên cạnh đó còn có hai bạn đi cùng nữa chứ không. Năm trước thì chỉ có hai đứa đi, hơi cực chứ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn bánh xèo. Thật ra là bây giờ cô mình quay TikTok nữa mọi người cho nên là nó hơi lâu. Mình quay xong thì cô Trang đã ăn xong rồi. Ba cái rồi. Không, ba cái rồi. Đây bây giờ mình sẽ ăn cùng với lại bánh tráng. Hồi nãy cô Trang á mọi người cuốn nguyên một cái rau và nguyên một cái bánh xèo này vô luôn như vậy nè mọi người. Đúng rồi, đó là đặt lên luôn, nó nóng hơn một thứ luôn. Đó, đặt lên luôn, rớt con mực này. Sao mà có thể cuốn một cái như vậy? Cái đó là đỉnh cao. Đỉnh cao của cái gì? Đỉnh cao của nghệ thuật. Trời ơi, thật sự luôn, tét cái bánh tráng luôn nè. Nghĩ sao mà hả, kêu cuốn vậy, được sao ăn? Cuốn làm miếng ở đây. Thôi được rồi, được, ăn được. Hồi nãy tụi mình có thử nước mắm với lại mắm nêm rồi và mình quyết định là mình đã pha trộn hai cái đó lại với nhau, tại một cái nó hơi mặn, còn một cái nó hơi lạt. Cái bánh xèo này thật ra nó có rất là nhiều những yếu tố làm nên ngon. Đầu tiên là cái bột mọi người. Bột bánh ngon nè, nó không quá dày và khi mà họ chiên á thì cái nó giòn rụm hết luôn. À, mọi người thấy lúc mà mình quay cái cảnh làm á, đổ rất là chuyên nghiệp nha. Ba người đứng phối hợp với nhau, một người đổ bột, một người đổ trứng, một người bỏ topping. Trời ơi. Xong rồi cái bánh á thì nó có trứng cho nên nó sẽ béo béo. Và ngoài ra thì có nhiều topping quá, kiểu như là thịt bò, thịt heo, rồi tôm, rồi mực, nấm. Cho nên là ăn cái cắn nào của tụi mình cũng sẽ rất là chất lượng. Ngoài ra thì nó có trứng nữa cho nên béo béo á. Và chấm với lại cái nước mắm cũng ok, ngon. One hour later. Hóa đơn của cái chỗ bánh xèo Đại Nam nha mọi người. Thì tụi mình ăn thập cẩm nè, trứng với nấm luôn là 18.000. 12 cái thì sẽ là 216.000. Bánh tráng 3.000 một cái. Rồi uống nước khoáng 4 chai 15.000 một chai. Rồi khăn lạnh nữa. Thì tổng tiền cho 4 người ăn luôn là 300.000 cho một cái bữa ăn rất là no nê như vậy. Mọi người tham khảo nha. Thưa mọi người, tụi mình vừa mới vào một cái hàng bánh canh hẹ ở ngay bên hông chợ Tuy Hòa. Và cái chỗ này thì hồi nãy được cái chú chủ của tiệm bánh xèo chỉ cho tụi mình. Và mọi người thấy là tới đây rất là đông khách và toàn là những người địa phương họ ăn thôi. Và một cái tô như vậy mọi người, mình gọi một cái tô đặc biệt luôn thì có giá là 30.000 một tô. Đây là nó rất là nhiều hẹ. Năm ngoái mình có đi quay rồi và có một cái chỗ khác cũng nổi tiếng nữa thì có tên là Thành Tâm. Cái chỗ đó thì mình thấy là khách du lịch họ ăn nhiều nhưng mà thật sự tới cái chỗ này thì toàn là người local thôi. Chắc là tụi mình là giống như là những du khách duy nhất mà ngồi ăn ở trong cái quán này luôn. Và là một cái tô đặc biệt 30.000 rất là nhiều mọi người. Đầu tiên là nó sẽ có chả cá nè, thứ hai là trứng cút nè, và thứ ba là cá. Thì cá này là cá như cá cờ, mình không biết là chính xác đúng hay không, mình giống cá cờ.
và bánh canh và rất là nhiều hẹ. Và đặc biệt là cái nước nó sền sệt, nó rất là thơm. Bây giờ mình ra thử xem sao nha. Rồi cái nước ngon quá, cái nước này ngon quá. Nước bánh canh này mình thấy ngon hơn cái chỗ thành tông nữa. Kiểu nó ngọt hơn, nó ngọt nước hơn. Nó ngọt không phải kiểu như là ngọt của miền Tây mình hay nấu đâu. Ngọt thanh và cá cũng ngon, thơm. Để cho cái quả bánh canh cũng rất là lạ mà ngon. Tại sao bột gạo nhưng mà thôi, bánh canh bột gạo. Cái món này đúng là món đặc sản của Phú Yên. Khi mà tới Phú Yên thì mọi người nhớ là nên đi thử ăn cái món bánh canh hẹ này. Thật ra thành tâm cũng được. Thành tâm nó sẽ có những cái ngon của nó và có cái món lạ, ví dụ như là trứng cá họ cũng ngon. Nhưng mà ở đây thì mình thấy có cái ngon ở đây và kiểu local hơn, cho nên là mọi người cũng có thể thử ha. Ăn xong thì tụi mình cũng về khách sạn và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một cái lịch trình ngày mai khám phá rất là nhiều cảnh đẹp ở Phú Yên nữa. Cho nên là mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye.